Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bika TV. Và đây là siêu thị ô tô Bika Hà Nội, một trong những đơn vị phân phối những dòng xe đã qua sử dụng và có thể nói rằng là lớn nhất thủ đô Hà Nội hiện nay. Chúng tôi mang đến cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe Forever Red phiên bản Titanium các bạn nhé. Anh chị em có thể thấy thì xe này sản xuất năm 2019, và thời điểm năm 2019 thì Ford Everest có khá nhiều phiên bản, trong đó nó có phiên bản Ambient số sàn, phiên bản Ambient số tự động, phiên bản Gen số tự động, phiên bản Titanium 1 cầu số tự động và phiên bản Titanium 2 cầu số tự động. Đây là phiên bản Titanium 1 cầu số tự động các bạn nhé, sản xuất năm 2019, tư nhân một chủ từ đầu và đăng ký với biển số Sài Gòn. Đấy. Hiện tại thì chúng tôi đang cần mua rất nhiều những cái mẫu xe đã qua sử dụng để phục vụ cho bà con các tỉnh để chống dịch. Thì nếu anh chị em nào biết thông tin, có nhu cầu sở hữu hoặc có nhu cầu bán lại những cái mẫu xe đã qua sử dụng thì có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại 0939063333 để có thể giúp chúng tôi tìm kiếm những cái mẫu xe đã qua sử dụng để phù hợp. Anh chị em có thể thấy thì khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì các bạn sẽ phải quan tâm đến khá nhiều những yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và đặc biệt hơn nữa là giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo, cũng như là phần nguội có đảm bảo cho quý vị quan hay không. Thì các bạn có thể quan sát kỹ càng về câu chuyện liên quan đến, ví dụ như là từng cái tắp bít cửa, keo chỉ, các bạn có thể thấy ạ, keo chỉ. Đấy, xe rất là đẹp. Đây các bạn nhìn này, tắp bít cửa này, keo chỉ này. Phiên bản Titanium thì xe đã được trang bị cốp điện các bạn nhé. Đấy, cốp điện. Cốp điện, thậm chí còn được trang bị đá cốp. Ở điều này thì đối với những dòng xe Toyota Fortuner, đặc biệt là phiên bản một cầu số tự động ấy, thì không được trang bị những cái chức năng như này. Đấy, phiên bản Titanium, phiên bản cao cấp, tức là hai cầu số tự động ấy, thì được trang bị cường đá cốp. Còn cái này thì chưa được trang bị đá cốp các bạn nhé. Nhưng mà so sánh với lại những dòng xe ví dụ như là Toyota Fortuner ở phiên bản một cầu số động thì xe chưa được trang bị cái cốp điện này. Đấy, một cầu các bạn nhé. Đấy. Và đặc biệt hơn nữa các bạn nhìn này, đây chúng ta có cái hệ thống điều chỉnh cái hàng ghế thứ ba các bạn nhìn này, hệ thống điều chỉnh hàng ghế thứ ba. Thì nó không khác gì những cái dòng xe Exploiter. Để trang bị ghế hàng ghế thứ ba là chỉnh điện các bạn nhé. So với anh Toyota Fortuner thì con này công nghệ tốt hơn. Đấy. Được trang bị ghế điện này và cốp điện các bạn ạ. Cái mâm xe này thì chúng ta có thể dễ dàng nhận biết đây là mâm xe 20. So với những phiên bản thiếu thì chỉ được trang bị mâm xe 18 thôi. Ở mức tiêu thụ nhiên liệu này cũng là một trong những yếu tố mà các bạn quan tâm. Đường ngoài đô thị là 5,59 lít, đường trong đô thị là 8,61 lít và đường kết hợp là 6,71 lít các bạn nhé. Đây, cốp sau này. Rồi chúng ta có thể đến với lại cái ghế đây. Ghế thì được trang bị ghế chỉnh điện này, ghế chỉnh điện này. Hộp số được trang bị hộp số tự động 10 cấp các bạn nhé. Hộp số 10 cấp. Đấy, động cơ turbo, hộp số tự động 10 cấp, hệ thống điều hòa tự động hai vùng lập, có đầy đủ engine start stop này. Đầu DVD, camera lùi đã được trang bị rồi. Và chúng ta có thêm cái cruise control. Đấy, đầy đủ hết các bạn nhá. Cruise control. Anh chị em thân mến thì cái dòng xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá khá hợp lý, chỉ là 1.099.000 đồng. Và nếu anh chị em nào đang quan tâm đến những mẫu xe này thì có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại 0939063333.
Nếu anh chị em nào có hỗ trợ, cần hỗ trợ trả góp thì chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 388 triệu với lãi suất là 0,64% một tháng là các bạn có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn tại địa chỉ số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, đến siêu thị ô tô Bica Hà Nội để có thể trải nghiệm rất nhiều những mẫu xe đã qua sử dụng. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.